25 ngư dân Trung Quốc và 18 ngư dân Việt Nam đã bị chính quyền Philippines bắt giữ vì bị cho là đánh trộm cá ngoài khơi đảo Luzon, miền Bắc Philippines. Những cư dân này đi trên 2 chiếc tàu Trung Quốc và 3 chiếc tàu Việt Nam, trong đó 2 chiếc tàu của Trung Quốc treo cờ của nước chủ nhà để giả dạng làm ngư dân Phi. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói trong cuộc họp báo ở Nga rằng việc hợp tác năng lượng và dầu khí là trụ cột trong quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Liên bang Nga. Báo chí Việt Nam đưa tin là hai bên đã ký kết một số thỏa thuận về dầu khí giữa các công ty của hai nước. Ông Mila Mohamed, người bị tình nghi đặt bom tại một đền thờ Ấn Độ giáo ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan hồi năm ngoái, đã kêu khóc tại tòa là ông bị những người cai tù đánh đập. Ngoài ra, ông còn nói với các nhà báo tại tòa án là ông bị chế nhạo khi cầu kinh trong tù. 11 người chết và đến 130.000 người bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở đảo quốc Sri Lanka vì lũ lụt và đất chùi sau 3 ngày mưa lớn. Giao thông cũng bị đình trệ vì nước lũ làm ngập đường xá. Quân đội cùng với tàu và máy bay trực thăng được huy động để cứu giúp những người bị nạn. Hiện đã cứu được 200 người bị mắc kẹt trong một khu vực duyên hải ở miền Đông Bắc.